Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Theo thông tin ở trên fanpage thì bắt đầu tuần này thì ở trên fanpage sẽ phát code hàng tuần đó các bạn. Hiện tại là bây giờ có một cái code mới là cái code đẹp trai lỗi tại ai nè. Ok, bây giờ mình sẽ nhập vô thử coi là được cái gì nữa các bạn. Đây mình đã nhập thành công rồi nè các bạn, để mình vô game mình coi thử nhận cái gì. Đẹp trai, được 100 đá tinh luyện, 2 triệu vàng với 50 bia. Ok, sẵn đây mình sẽ nhập thử những cái code cũ rồi còn cái nào xài được nha các bạn. Đầu tiên là 50k tim nè. Code này không xài được nữa. 300 mắc live stream cũng không xài được luôn. Magoko Koshi Titi cũng hết luôn. Mấy code siêu tăng tinh này chắc còn xài được các bạn. Ok, siêu tăng tinh một con xài được nữa. Ok, siêu tăng tinh 2 cũng còn xài được không? Chơi là phê 1, 2, 3. Ok, 1 cũng còn xài được. Hai cũng còn xài được luôn nha các bạn. Ok, cái số 3 cũng xài được luôn. Đảo kho báu server mới nè. Ok, code này cũng còn xài được nha các bạn. Đấy, VIP code 2 triệu. Ok, code này cũng còn xài được nha các bạn. Đấy, VIP code 2 triệu 1. Ok, code này cũng còn xài được luôn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ nhập tiếp cái code vua manga nha các bạn. Ok, code này cũng còn xài được luôn nha. Giờ để code 1x1B2021. Ok, code này cũng còn xài được nha các bạn. Giờ mình sẽ qua cái code đảo hoa báo VIP nè. Con này cũng còn xài được luôn nha các bạn. Đấy, code đảo hoa báo 999 nha. Ok, con này cũng còn xài được luôn. Vậy là mình chỉ xài được cái từ cái siêu tăng tinh này trả xuống này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 với cái code ngày là đẹp trai nữa là tổng cộng là còn vẫn còn xài được 13 cái luôn nha các bạn. Ok, vậy là mình nhập được thành công là 13 cái rồi. Các bạn nếu mà mới chơi các bạn có thể sử dụng được cái 13 cái code này nha các bạn. Nếu mà có thắc mắc gì đó các bạn cứ comment trực tiếp ở bên dưới, hoặc là các bạn có yêu cầu thì các bạn cứ comment bên dưới, mình sẽ làm clip mình sẽ up lên nha các bạn. Ok, tạm biệt các bạn. Nhớ đừng quên like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha các bạn. Tạm biệt các bạn.